Ok và hello lô và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ bắt đầu một series mới, đó là series Sky Vlog. Và mình cũng xin lỗi các bạn vì lâu rồi mình chưa ra video bởi vì mình bận đi học. Ok thì không có nhiều nữa, chúng ta cũng bắt đầu lấy đồ. Thì các bạn có thể thấy đấy, mình set spam tại vì này nó vô quật mình nó bị bay ra. Cái đầu tiên thì các bạn làm mấy farm, các bạn làm cái farm đá. Mấy farm đá. Cẩn thận mất đất đó nha. Đất bỏ trong mất được đi. Ok thì mình sẽ chặt cây. Cây là quan trọng nhất nên mình sẽ chặt, mình lấy mầm mình trồng nhanh để có cây. Có chơi keep inventory không chú? Ồ thì mình sẽ xin các bạn cho mình game rule keep inventory true. Cho mình xin chơi cái luật lệ này luôn. Thì mình sẽ hạn chế số chết lần. Số chết của mình thì mình sẽ để normal nhé. Thì đã ra hai cái mầm cây rồi. Ồ, anh lượm được. Thì nói chung là chết được, chết ít không thì càng đồ. Tốt. Chết ít thì càng tốt. Chết nhiều thì càng tốt. Gì fuck? Vừa mới nói xong ấy. Ê đừng nói là chưa set đừng nói là keep inventory nha, không hiệu keep quả rồi. Nha. Keep đây. Rồi. Thân hồ. Yeah, thêm mầm cây nữa. Rút kinh nghiệm ấn ship. Fuck. Thôi không được nữa, không đánh nữa. Ê quên nãy giờ quên trồng. Cây sồi có thể trồng được cạnh nhau. Nhưng mà chỉ riêng cây sồi thôi. Thôi. Từ từ đi. Ok giờ đi kiếm đá đi ông ơi. Làm cái crafting table. Ông có nhiều cái gỗ? Không có gỗ nào. Ok, để anh trồng nhá. Trồng cạnh nhau cho dễ lớn. Thôi. Thôi, cho nhánh. Nhánh đi gỗ. Nè chú. Thứ. Fuck. Đào nhanh đi, đào nhanh đi. Anh chưa cầm được. Anh chưa lượm được cái cúp. Ê. Giờ cố đào được hai cái được rồi. Một cái. Ê. Chú đứng canh đi. Trời ơi, chú ngồi chú đập băng đi. Fuck. Cố đào được ba cái đi. Ba. Ok. Ê. Thì một lưu ý cho những bạn chơi Skyblock là các bạn sẽ bị nó nước nó đóng băng, thì nên các bạn nên làm như thế này để tránh trường hợp nước bị đóng băng, tại vì nó lạnh đó mà. Thì mình để gì cho nó đẹp. Đây. Đó bây giờ thì cách đào của mình ra đó, để tôi chỉ cho mấy bạn đây. Đây, các bạn đứng đây. Các bạn đứng sát đây đó, các bạn đứng đào không bị lava cháy thì các bạn thấy dễ làm được hơn. What the fuck, nó cũng rớt. Trang trí ở khoan giờ làm thêm na chú sao chưa có đủ. Fuck. Good good fuck. Thế này nguy hiểm quá. Ok thì mình sẽ lấy cái cúp đá làm cho nhanh. Fuck giường ở nhà bạn đã bị mất hoặc bị cản trở, chắc là chú set spawn đúng cái chỗ mà chú đặt cái máy ấy. Ok, spam point. Ít Nova 13. Chết bà. Yeah. Fuck. Spam point. Ít Nova 13. À cộng 3 rồi nhanh. 005 là 1 hả? 05 là 1. Không biết. 1 đi. 67. 0 âm 0 7 là âm 1. Ơ đệt. Không được ta. A cộng 3. 0. Đâu. Thôi mình sẽ spam bon mình trước là để mình coi. Xin lỗi các bạn, cái này hơi lâu chứ. Spam point ít no Nova 13. 067 âm 1. Ok, chú thử chơi thôi. Good. Fuck. Tập về đoạn đầu khá là nhàm. Xàm nữa. Nó rồi chết đi chết lại để thử nghiệm với support. Fuck. Chú ơi, chết phụ anh này chú.
tại vì mấy cái cây này nó sẽ mọc ra nên làm cho nó ra đi. Mút cái gì mình đào nó không có bị rớt. Anh không có đồ. Nè chú đào đào đá cho chú nè. Thì mình đã làm một cái video để kỷ niệm 1000 subscribe, thì bạn nào chưa coi thì hãy vào channel mình coi nhá. Nhớ like, share, subscribe và thêm một video tiếp theo cái thứ. Này giống cầu kết thúc video này quá. Thật ra không, chú có nhiêu đá thấy anh ơi. Ơi, hết hồ. Cái okay, Innova đang rất là chăm chỉ đập đá. Ok thì mình sẽ nói những bạn nào chưa biết về Skyblock thì các bạn khoan đập đất này nhá. Các bạn hãy để đất. Và thì bạn nào đưa anh đá nữa. Hết đá rồi. Đồ. Một ba cụ thôi. Ok. Thì bạn nào đợi xíu. Các bạn có phải là như mình nhớ là sau khi làm xong các kiểu thì các bạn cho nước thì các bạn đi xuống, các bạn làm một cái bề mặt ở dưới rồi các bạn xuống đó sống. Thì đất này các bạn khoan đập ra, tại vì các bạn phải làm trước một... what the fuck? No! Thì what the fuck? Các bạn phải kiếm con skeleton trước và tìm cái bone của nó và bone lên cái này và để lấy hạt giống. Shit. Shit. Oh yeah. Thế thì mình sẽ cho thêm một vòng nữa, cái này cho nó nhiều. Ok thì mình sẽ cắt tới đoạn thì mình ơi quá. Mình sẽ cắt tới đoạn mình đào đá được một đào đá được nhiều với lại cây mọc. Ok. Bye bye. Ok và mình đã trở lại với một cái máy tự động của thằng này nó suy nghĩ ra. Thì máy này hoạt động sao kể Innova? Cả hai thằng mỗi thằng đứng một bên và cùng đào đá được. Đây thì cấu trúc của nó thì một ô lava đây thôi đó, mình đứng đây mình đào. Ok đào. Ê, cây lên rồi. Yeah yeah, yeah. Chờ tiếp thì mình đã có viewing. Mình đã có đổ nước xuống mà mình lắp ở bên dưới thì các bạn cho mình game mode một để mình cho các bạn coi nhé. Mình không có chiếc gì đâu, mình cho các bạn coi đây thì mình đã lắp ở dưới. Thằng này nó làm mình không biết đổ nước xuống xong rồi bơi các thứ. Ok thì chúng ta tiếp tục thôi nào. Ok và để làm cái rìu thật cây cho nhanh. Để anh làm cái rìu, làm luôn hai cái. Một cái này nhưng mà hai cái phải phân biệt được đứng ở đâu mới là quan trọng. Ok yeah. Oh chết sao anh lại đá hai cái phát. Chú, nhưng mà chỗ này nó vẫn còn xấu, múc trang trí gì cho đẹp chứ. Khỏi đi. Ok khỏi đi. Chỉ có điều nó hơi tối thôi. Nhưng mà nếu mà lớp ô ở đây thì nó lại đã lấy gỗ làm miếng than. Lấy than gỗ làm sao tao quên bà. Đun nung cái lấy lên. Chú lấy mầm cây, lấy mầm cây, lấy mình lấy mầm cây đi. Làm cái thì mình đã cũng có kiếm đá được một chút xíu, 48 cục hay 42. Ê đưa anh cục anh. Chú giữ nhiêu? Đúng một cục với 11 slab. Đưa anh cục. Đằng sau đưa thảy ngay chứ ngay ngay đang làm bật. Thì mình cũng biết nãy giờ quay được nhiêu phút rồi. Thì chắc mình sẽ làm tới qua khi qua đó rồi mình sẽ kết thúc video luôn. Thì tập đầu thì sẽ ngắn thôi, mình sẽ không làm dài mấy. Bật không ra mầm cây số đen. Ok một cái ngon rồi. Có một cái phát, có đúng một cái phát cây nhầm. Ok vào chúng ta cùng lấy than. Ơi gỗ gỗ để lại. Cái đảo ở đâu chú ơi, hướng nào anh chả nhìn thấy, để anh tăng tầm nhìn phát để tầm nhìn 400 bảo sao không nhìn thấy lên 900 luôn. Ok mình sẽ để tầm nhìn lên 500 chân điểm rồi 900 đi. Ôi sao để 900 thì không thấy. Đây đây. Ôi 900 thì đứng vậy thì không thấy. Thấy nó bị lắc. Ok thì dùng slab cho tiết kiệm. Mình sẽ cắm đuốc ở đây cho nó sáng. Cắm đuốc chỗ nào chú? Bốn góc luôn đi. Đâu? Bốn cái cắm bốn góc. Anh có bốn cái.
chú còn giữ đảo hả? Fox anh lại làm hai cái lò rồi Fox. Thôi kệ, để chân luôn nó đẹp, để đào thêm tí đá ở đây thì cắm đâu giờ, cắm trên đây một cái cho nó sáng. Ủa, sao cắm trên slab cũng được ta? Ờ, đặt một block bên cạnh cái slab xong rồi đặt lên cũng được. Ôi, nó vậy thì nó nách lắm. Đặt đâu giờ, đặt đâu cho đẹp giờ. Cây thì mình sẽ kiếm chỗ đặt. Đây, đặt đặt ở đây đi, đặt thêm một cái slab vào đây xong rồi đặt, đặt đi. Anh hết slab rồi, anh hết đá rồi. Ờ, để anh tạo. Fuck, 12 cái đâu rồi đấy. Bui dạ. Ngon luôn. Đào tiếp. Ok thì mình sẽ làm mình sẽ đào tiếp để mình lấy cái cục đá. Có cần cắt không chú? Ok thì mình sẽ cắt đến khi có đủ đá, đủ slab để qua đó. Ờ, chào tạm biệt. Ờ, một video có hai lần cắt thì chắc sẽ nhầm sáng, thì mong mấy bạn thông cảm nhé. Bye bye. Ok, và mình đã quay trở lại, và mình với thằng Innova nó đã đào thằng này nó giữ 30 slab mà nó nói mình biết thì Innova ngang đào nữa, quay đào nữa để tôi lấy miếng nước. Ờ. Ok. Ủa, và mình tự hỏi là tại sao trên slab mà quái vật nó lại gì spam ra. Cút đắng lòng, chắc là slab ở nửa ô. Fuck. Slab ở nửa ô trên thì nó mọc, còn nửa ô dưới không mọc. Ô đẹp. Ơ, nó con skeleton luôn. Rồi đắng lòng. Ô, nó tự té, tự rớt luôn. Rip Rip skeleton 2013. À, 2015. Sao mày ơi. Fuck. Nước chảy chậm. Nước chảy chậm, nước chảy chậm, nước chảy chậm. Ê, để... Ok, mình sẽ chôn thằng Innova. Đường. No, fuck. Fuck. Ủa, chứ làm gì vậy? Ok, cho nó mất luôn. Rip. Zip Innova 2015. Nó làm gì quá trời à? No, rip 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 king nút. Chú khoan đi nha, đừng đụng gì hết. Để nó làm, đừng có cho xuống, đừng có cho xuống. Ra thêm nữa cho nó đỡ tốn. Ờ, Thanh nào vào thế? Thanh PM. Chơi không Thanh ấy? Skyblock. Sky. Thôi, hai người chơi đủ rồi. Thôi ba thằng đi cho nó vui. Ok thì mình đã tắt tiếng thằng Thành rồi, các bạn không nghe đâu. Ơi, để ok, yeah. No. Ủa chú, nước có đụng cát có bị bể không chú? Chắc có ấy. Có hả? Tốt nhất là không nên. Đi vô. Vô đây vẫn còn nước là thế nào? Thế đéo nào. Innova vội quên đi và thế. Rồi ok, tắt nước. Anh không cầm xô. Ok. Hey. Fuck. Ý đứt. Ồ, vẫn đứt. Chết chưa? Ok, tê bê. Rồi khỏi. Ui, skeleton các thứ này. Nhện. 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 Fuck. 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 Fuck rơi cái tơ rồi. Chú. Sao? Lát hồi nhìn nè. Chú đừng tới cho anh, đừng manh động nha, chú đào đá tiếp đầu. Đừng manh động, giờ chú chỉ cần nhảy lên một cái thôi là. Ơi đừng. Đừng manh động. Bây giờ chú chỉ cần đụng cái cát một cái thôi là nó rớt. Theo mình biết. Okay, cho nó ra hình đi xíu nữa đi. Cho nó ra thêm mấy ô nữa chú. Anh không cầm một cái slab nào. Fuck. Đứng đây ngắm. Đứng đây nhìn. Xem thành quả lao động. Hết rồi à? Ờ, đệt. Vậy tính sao, lên đào tiếp và kill đi. Về nhà đi.
Không, tôi còn 8 cái mà tôi chưa có đổi. Ok thì tiếp tục. Đổ nước đi chú. Bên ơi, cây lên tầm buổi sáng kìa. Fuck. Giết. Đừng 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 cái gì? Để cháy, để cháy. Đổ nước chú ơi. Đổ nước vào cái máy phong đá anh đào vô. Không đủ rồi. Fuck. Sao nó chưa cháy? Đó cháy rồi kìa. Cái này bị cháy. Ê đừng 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 bắn, đừng bắn mà anh xì kè. Anh xì kè. Xì anh xì kè. Xì kè. Ơ. Tên các bạn đâu rồi? Why? Cát để làm gì chứ? Làm kính với cả trồng cái này còn làm gì không? Trồng xương rồng. Fuck. Nó cố tình nó xây lệch để cho chôn mình à? Sao đang bị lắc, đang bị lắc, đang bị lắc cực kỳ. Ai cứ dô ra hoài thế. Thằng Thành BM. Thì Phật. Ok thì chúng ta sẽ tiếp tục nhảy lên. Phật Thành. Ok thì các bạn đợi mình xíu để mình đổi phòng để chân Thành nó không mua được. Mình sẽ quay lại. Ok và mình đã quay trở lại và mình đã chuyển phòng. Ok nhảy lên thiết bị chú. Để anh đập thử một viên nhá. Thấy thấy thấy. Nó có chắc không? Có chắc không? Yeah. Ồ, suýt rơi xương rồng luôn. Ok, mình lụm. Ok, giờ đi lên. Anh cầm 9 cục cát. Tôi lên trước nha, tôi lên trước, tôi lên trước. Cút. Fuck. Ha, chết luôn. Ở giờ chỗ này sao ta? Kêu hạn chế chết mà cứ 5 phút chết một lần. Chú. Sao chứ? Cứ động nè. Cứ cố. Như nè. Để anh ra coi. Bút cái như bị lỗi, bị bút phải không? Cái đó. Giờ sao? Giờ cái chỗ này chú muốn làm cái spam nơi nhỏ để mình giết mấy con skeleton không? Ok. Ok thì cái đó thì tập 3 mình sẽ làm, tạm thời cứ để chỗ này đi. Fuck, nãy giờ mình... tập 2 mình làm gì chú? Tập 2 là làm cổng địa ngục đi. Tập 2 làm cổng địa ngục vô đó xí xíu. Ok thì chắc có lẽ video cũng dài rồi, để xíu để mình về nhà mình cái cây chưa lên nữa. Để lắc đi. Ok. Ông có giữ nhiêu cát? 9 cát. Đưa tôi. Đây. Và cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thích thì hãy like, share và subscribe để mới có thêm động lực của video tiếp theo. What the fuck? Bye bye. Zip. Quay để xíu các bạn để mình lên mình kết thúc luôn. Chó này nó để mình trồng xương rồng cái. Để anh cầm xương rồng này. Ok. Rồi, trồng đâu? Trồng đâu cũng được. Đây à. Đường đại. Không, đây. Xương rồng không học được. Để. Trồng đâu giờ? Đây. Đây ha, cho đẹp. Con sợ rớt quá. Tuyết rồi. Tuyết, hay quá. Làm snow golem. Nhưng mà đầu tiên mình phải trồng cái bí ngô. Và việc cái có thể mình sẽ để tập 4, tập 5 hoặc là ngay sang tập 2 mới có thể làm luôn. Ok thì nếu các bạn thấy series này hay thì các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình làm tiếp thêm video nhé. Chào các bạn. Bye bye. Bye.